Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê đài radio cassette cổ trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2021 lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc đài cổ Sharp GF490 màu đỏ tươi thưa quý vị và các bạn. Chiếc đài này thì hàng về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp xuất sắc quý vị nhé. Đẹp long lanh như mới xuất xưởng, zin nguyên bản, mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo. Quý vị nhìn thấy nó rất giống với chiếc đài Sharp GF700Z nhưng mà nó là phiên bản nhỏ hơn một chút quý vị nhé. Nó chỉ nhỏ hơn chiếc đài Sharp GF700Z một chút thôi. Còn hình thức gần như là rất là giống với chiếc 700Z. Mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo. Nó có những chức năng là chạy hai cửa băng cassette này, có radio AM FM tần sóng 108. Ngoài ra có đường line in để chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, máy tính chúng ta đều cắm được quý vị nhé. Và đầy đủ các tính năng trên chiếc đài Sharp GF490 này như là volume to nhỏ này. Chúng ta đây là ba lăng cân loa và đây là volume để chúng ta chỉnh bass chép này. Tất cả những cái núm nút trên chiếc đài Sharp GF940 này thì nó là núm mạ chrome quý vị nhé. Mạ chrome của nó thì sáng choang, chưa bị gọi là zoom một núm nào trên chiếc đài này. Và hai cửa băng đây là hai cửa băng bằng mica này, trong veo quý vị nhé. Và màng loa bằng giấy vẫn còn trắng bóng, nón nhôm. Và viền loa này là viền loa mạ chrome thì sáng bóng, chưa zoom, chúng ta có thể soi gương được từng những cái để chúng ta vặn sóng radio đấy nhé. Quay sách này, vị nhìn thấy quay sách không, quay sách mạ chrome rất là mới luôn ạ. Chiếc đài này phải hàng tuyển chọn rồi nên là yên tâm khi quý vị chúng ta sử dụng vẫn còn nguyên cái số series. Đây là số series mà người ta xuất hàng về thị trường chúng ta, Việt Nam chúng ta quý vị nhé. Nguyên Audio phải tuyển chọn rất là kỹ thì mới về được những chiếc đài mới đẹp long lanh như thế này. Hàng đáng để cho anh em chúng ta sưu tầm. Chất âm thì rất là hay. Có hai đường tiếng, một giải chung và một giải xép quý vị nhé. Chất âm rất là mộc mạc và rất là hay. Chiếc đài này thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 12 triệu đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Nó có dàn đèn nháy hiển thị công suất luôn đây quý vị nhé. Và Nguyên Audio sẽ test cho chúng ta cái radio đầu tiên này. Phan Anh Tuấn không có giấy đăng ký hành nghề kinh doanh liên quan đến y tế. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bắt giữ hàng nghìn kit test nhanh COVID-19 nhãn hiệu của Đức, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận lô hàng được thu mua qua đường tiểu ngạch của nhiều nước, không có hóa đơn chứng từ, không được các cơ quan y tế cấp phép lưu hành. Luôn. Hàng như thế này với giá chỉ 450.000 thôi, tầm. Tiếp theo sẽ là cửa băng số 1. Cửa băng thì nó có chạy được cả đầu tư của nó là đầu tư metan quý vị nhé, đầu tư metan. Chúng ta có băng metan chúng ta nghe thì rất là hay. Tà từ hôm nay rồi ngày mai xa cách, cho nhau những đắng cay của cuộc đời khi tình mình vội tan theo gió mây. Sẽ test cho chúng ta cái cửa băng số 2 này. Đêm này gió lạnh từng cơn, chẳng sao biến mất rồi, còn đâu vẫn thế. Thôi đường ai nấy bước, gây nhịp cầu tơ duyên, kiếp sau hẹn gặp lại. Anh về xa biệt người thương, đưa em đến bên lạ, tình ta lỡ mất rồi. Lời thề xưa năm đó vẫn còn lại bên tai, cho tình càng chua.
tay dịu nào nồng mến say cho lòng thôi chúa gió trao nhau những phút giây ngậm ngùi này rồi người về sầu thương với tháng năm tâm tư mênh một nỗi u hoài tìm đâu phút ban đầu khi mặn ngồng hai đứa những chiều về đón đưa hôm nay xin dạ từ trọn đời xa tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo tất cả quý vị nhé. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.